Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn ứng dụng Mi Phone Info, ứng dụng dùng để xem thông tin của một chiếc điện thoại Xiaomi. Trong ứng dụng, mình cũng đã liệt kê một số cái mã kiểm tra điện thoại Xiaomi, một số website dùng để kiểm tra điện thoại Xiaomi. Mình có thể tải ứng dụng ở trên cửa hàng Google Play. Đây, mở ứng dụng. Ở màn hình đầu tiên, Home, thì mình có thể xem được thông tin cơ bản. Ví dụ như chiếc điện thoại mình đang sử dụng, đấy là Xiaomi Redmi Note 10, sử dụng hệ điều hành Android 11, sử dụng mạng Vinaphone. Tiếp theo, đến màn hình thứ hai, màn hình Phone, thì mình kích vào, thì mình sẽ thấy được cái thông tin về bộ nhớ RAM, bộ nhớ trong, thông tin về sử dụng pin. Thì ở đây máy mình là bộ nhớ 6128. Ở đây sẽ hiển thị là cái dung lượng bộ nhớ thật nhé. Ví dụ như RAM ở đây máy mình là 6128, nhưng ở đây thông tin RAM là ghi là 5,45 GB và bộ nhớ trong là 107 GB. Đây là bộ nhớ thực nhé. Ví dụ như các bạn mua một chiếc ổ cứng 128 GB về thì cái dung lượng thực của nó chỉ được khoảng 120 GB thôi. Tiếp theo đến màn hình code check. Thì ở đây mình đã liệt kê một số cái mã kiểm tra của chiếc điện thoại Xiaomi để cho các bạn không phải tìm kiếm ở nhiều ở trên Google để các bạn kiểm tra nữa. Thì mình sẽ đã liệt kê ở đây. Ví dụ như là kiểm tra email, sao thăng 06 thăng, kiểm tra điện thoại, kiểm tra pin, kiểm tra mạng, kiểm tra lịch và kiểm tra cái dịch vụ Google Play. Đây, mình kích vào kiểm tra email này thì mình sẽ thấy được sao thăng 06 thăng là email. Đấy. Mình muốn lấy email thì mình có thể vào cái trình gọi điện này, trình gọi điện mình nhập vào sao thăng 06 thăng, sao thăng 06 thăng đây, hoặc trên ứng dụng mình có thể vào bấm vào copy, sau đó mình bấm vào check. Mình các bạn nhớ xóa dấu sao đi nhá, sau đấy các bạn bấm giữ thì sẽ hiển thị dán, các bạn dán vào đấy thì hiển thị được email. Mình copy lại số email nhé. Đấy. Tiếp theo, check Xiaomi phone. Đấy, mình kích vào thì mình sẽ thấy được mã check Xiaomi. Đấy là sao thăng 64, 66, 3, thăng sao. Thì các bạn cũng có thể mở trình duyệt gọi điện lên. Các bạn nhập mã này vào. Hoặc là các bạn cũng làm như mình. Đấy là copy. Và sau bấm vào check. Cái bài kiểm tra này có chức năng là gì thì các bạn vào cho mình xem nhé. Quay lại ứng dụng này, các bạn xem này. Đấy. Các bạn có thể kiểm tra được loa này, các bạn kiểm tra sim thẻ, kiểm tra dung, kiểm tra màn hình, kiểm tra các phím cứng, kiểm tra wifi, kiểm tra bluetooth, đấy, rất nhiều các thứ nhé. Đấy. Đây. Ví dụ như mình muốn kiểm tra màn hình này. Đây. Đây, mình sẽ kiểm tra xem màn hình mình có bị hư cảm ứng ở đâu không. Đấy, mình kiểm tra. Đấy. Đấy. Đấy, kiểm tra màu của màn hình này. Tương tự thì các bạn muốn kiểm tra chức năng nào thì các bạn bấm vào cái chức năng đấy để các bạn kiểm tra. Nếu như các bạn không biết cái chức năng này là gì và đây là kiểm tra cái gì thì các bạn lại phải quay lại ứng dụng Mi Phone Info, các bạn đọc lại thông tin ở đây. Mục đích mình làm ra ứng dụng là để cho các bạn có thể tham khảo một số cái thông tin, một số cái mã này và các bạn không phải tìm nhiều trên Google nữa mà mình đã tổng hợp đây rồi. Các bạn chỉ cần bấm copy thôi, vào check, các bạn xóa dấu sao đi. Đấy, các bạn dán vào là các bạn có thể kiểm tra. Tiếp theo, đến kiểm tra pin này. Thì tương tự mà kiểm tra pin là sao thăng 64, 85, thăng sao và các cái chỉ số mình đã ghi ở đây rồi. Thì các bạn chỉ cần bấm vào copy, bấm vào check, các bạn dán vào đây.
Đấy là các bạn hiển thị thông tin này. Như MP00 là 60 này. 60 là gì? Các bạn không biết. Bạn quay lại. Các bạn xem là MP00 là dung lượng pin hiện tại. Tương tự với các chức năng ở dưới thì mình cũng không đi sâu nữa. Không đi giới thiệu sâu nữa. Thì các bạn tự tìm hiểu. Tiếp theo, mình giới thiệu các bạn chức năng đấy là website. Các bạn vào website này thì các bạn sẽ thấy là mình liệt kê một số website để kiểm tra điện thoại Xiaomi. Đầu tiên đấy là tìm điện thoại, thì đầu tiên những cái website này đều yêu cầu các bạn phải có email cả. Thì mình sẽ vào mục code check, mình bấm vào check email, mình copy code check now. Đấy, sẽ hiển thị email thì mình bấm giữ vào chỗ hàng email, mình bấm vào sao chép, sau đấy mình quay về ứng dụng, mình vào website tìm thiết bị này. Đấy, này này thì sẽ hiển thị ra các bạn đang liên kết với số điện thoại nào. Mi Cloud hay như mình đang sử dụng liên kết với số điện thoại của mình, đây là cái Mi Cloud mình đang sử dụng. Tiếp theo về xác thực Xiaomi phone ở dòng thứ hai nhé. Ở đây thì các bạn sẽ kiểm tra được số email này tương ứng với là chiếc điện thoại nào. Ví dụ như các bạn mua một chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 10 mà các bạn thấy nắp lưng màu xanh, thì các bạn lên đây các bạn kiểm tra cho mình S8 QS8. Đấy, nhưng các bạn lại đọc ở thông tin ở đây là Redmi Note 10 quay là màu trắng, 6GB RAM, 128GB ROM. Thì các bạn biết là cái máy bạn, ví dụ như là sau các bạn đang sử dụng nắp lưng màu xanh, thì các bạn biết là máy bạn đã bị thay mặt lưng này. Thì ở trên hệ thống báo email này tương ứng với một chiếc điện thoại Redmi Note 10 màu trắng. Đấy. Tiếp theo, mình có liệt kê thêm website MiFilm. MiFilm là website của bác Tùng Tata đấy. Cũng là khá là nổi tiếng ở cộng đồng Xiaomi Việt Nam. Đây, thì các bạn có thể kiểm tra thông tin nào thì các bạn cũng có thể check ở đây. Đây, cũng sẽ hiển thị cho các bạn xem nhé. Tiếp theo mình liệt kê thông tin check bảo hành ở Thế Giới Di Động, check bảo hành ở FPT. Thì nếu như các bạn mua một chiếc máy mà các bạn không biết là không có hộp, không có hóa đơn, các bạn không biết là máy của bạn được bảo hành ở đâu, là máy chính hãng, máy sách tay, thì các bạn có thể vào đây, các bạn bấm vào các cái website check, các bạn check cho mình xem. Thì máy mình là mình biết là máy mình mua ở Xiaomi Thanh Hóa rồi. Thì mình, người bán nói cho mình là mua ở Xiaomi Thanh Hóa, nhưng mình không biết có đúng không. Thì mình vào check ở DigiWorld. DigiWorld là đang check xem máy bạn có làm, phải là máy chính hãng không, hay là máy các bạn là hàng nội địa sách tay về. Các bạn nhập email vào đây, các bạn check ở DigiWorld. Nếu như hiển thị thông tin thì đấy là máy của bạn là máy chính hãng được phân phối chính thức tại DigiWorld Việt Nam. Nếu như các bạn nhập vào đây và không ra thông tin thì máy của bạn là máy hàng nội địa rồi, được sách tay về. Vì sao là cái DigiWorld đây mình check? Vì sao? Vì nếu như các bạn là máy hàng nội địa thì các bạn sẽ bảo hành tại cái cửa hàng mà các bạn mua, chủ quán sẽ có cái trách nhiệm bảo hành cho các bạn. Còn nếu như các bạn là máy chính hãng thì sẽ bảo hành, có thể bảo hành ở DigiWorld này. Tiếp theo đem tab là about, thì đây là chỉ là thông tin cá nhân của mình thôi. Cảm ơn các bạn. Đây là ứng dụng version 1, nên nếu như các bạn cần bổ sung một số cái mã code check, một số website hay để check điện thoại Xiaomi thì mình sẽ bổ sung, mình sẽ nâng cấp.